chùa Kỳ Viên thuộc Thanh Xá Vệ, do các cô độc phát tâm hiên cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán. Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Xa Lợi Phất, Ngài Mục Kiên Liên, Ngài Ca Chiên Diên, Ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan Đa, Ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, Ngài Tân Đầu Lô, Ngài Ký Tân Na, Ngài Ba Câu La Ta Đầu Lâu Đà, và Ngài thank you.
gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây, mang lưới lung lay tạo ra âm hưởng. Du dương trầm bằng vì diều khôn cùng, cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe. Tăng này xa lợi Phật, thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc. Này xa lợi Phật, ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy, vì Đức Phật ấy lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương, ngay cả thành quách không thể ngăn cách, không thể hạn lượng. Này xa lời Phật, họ mang của Phật và hàng thành chung ở cõi Tây Phương dài lâu. Trái thành thơi đền lối
cõi nên tin kinh này, kinh mà các Phật tam thán hộ niệm. Sở dĩ như thế là vì bất cứ người nam hay nữ biết được kinh này và danh hiệu Phật thọ chỉ hết lòng, chánh niệm tỉnh thức chuyên tâm niệm Phật thì những người ấy chư Phật hộ trì cho đến khi được giác ngộ vô thượng. Vì thế các vị tin lời ta nói như chư Phật nói, này xa lời Phật ai đã phát nguyện hoặc đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện sanh về Cực Lạc thì ngay lúc nguyện đã được bất thoái và đã có mặt tại Cực Lạc rồi. Này xa lời Phật thì ta tán dương công đức của Phật Cực Lạc Tây Phương, thì vô số phận cũng đang ca tụng. Công đức ta dâng đức Phật Thích Ca, bậc đại giác ngộ, bậc thầy trời người, bậc khéo giao hòa, cứu độ đời. Ngài thật nhiều trong đời năm chục, thế giới mong manh thấy biết sai lầm, chúng sinh căng cường não phiền nghiệp trường. Tuổi thọ ngắn ngủi có thể chứng đạo, lại còn tuyên thuyết pháp môn niệm Phật mang lại an lạc hạnh phúc không cùng. Nghe Phật giảng xong ngài xa lời Phật cùng các Bồ Tát, các A La Hán, các hàng thanh văn tại gia xuất gia. Thiên A Tu La vô cùng hoan hỷ phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này, phát nguyện thọ trì chuyên ba kinh này. Da Can Đa Ha Đề.
vẫn thu giữ lời và thương tinh tấn cùng dự pháp hội của trời đề thánh và hàng chư thiên cũng đều có mặt. Bây giờ đức Phật bảo xa lời Phật hướng về phương Tây khoảng mười muôn ức cõi nước chư Phật có một thế.